Chuyện nghệ sĩ làm từ thiện suốt nhiều tháng qua là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người đứng ra kêu gọi quyên góp như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh thì bị nghi ngờ ăn chặn, ném đá khi giữ tiền quá lâu. Người tự bỏ tiền túi ra làm như Việt Hương, Trấn Thành lại bị mỉa mai đánh bóng tên tuổi. Có thể nói chưa bao giờ câu chuyện từ thiện lại bị soi mói nhiều như vậy. Giới nghệ sĩ giờ đây rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu làm từ thiện thì sợ lời ra tiếng vào, không làm lại nhận công kích. Lý Nhã Kỳ là cái tên mới nhất, năm không cũng gặp họa vì vấn đề này. Vừa qua, Lý Nhã Kỳ khoe loạt ảnh xinh đẹp chào đón tuổi 39, nhưng bỗng dưng lại bị mỉa mai khoe của, không giúp ích cho xã hội. Một tài khoản để lại bình luận, cả nước đang gồng mình chống dịch, khoe tâm đức cùng với mọi người dân chia sẻ nhiều người nghèo khổ khóa, còn mình suốt ngày khoe khoang. Ngay lập tức, mỹ nhân quê Vũng Tàu bức xúc đáp trả. Sorry nha, tôi làm công đức tôi cũng không khoe và cũng không cần báo cáo chị biết nha. Còn đây là cảm xúc của tôi với bạn bè tôi, chứ không khoe chị nha, chị bớt lại giúp. Một người khác lại công kích Lý Nhã Kỳ, chỉ biết khoe tài sản, cuộc sống sang chảnh. Cô nàng đáp trả. Khái niệm khoe là gì bạn? Chẳng lẽ chụp hình mình cũng là khoe? Không lẽ tôi phải đầu tóc rối lên, mặc đồ lê thê mới là đồng cảm, bớt sân si bạn sẽ hạnh phúc hơn nha. Người khác lại ý kiến, giờ dân đang khổ vì Covid, chả thấy bọn mày chúc dân sức khỏe. Lý Nhã Kỳ đành thép trả lời, hai câu chuyện và hoàn cảnh khác nhau nhé, đừng có vào đây giờ thói gato cá nhân ra nhé. Trước đó, Lý Nhã Kỳ cũng bị trầm trọng khi không thấy đứng ra làm từ thiện. Cô nàng trả lời thẳng, sao em biết không, chắc chị làm phải trình bày em à. Lý Nhã Kỳ không phải sau việc duy nhất bị đá xéo chuyện làm từ thiện. Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm cũng điều đứng khi bị cư dân mạng vào tận livestream hỏi về vấn đề này. Nam diễn viên tức giận đáp trả trước đám đông. Dạ không phải nhiệm vụ của em rảnh thì làm, không thì thôi. Đa số công chúng đều cho rằng nghệ sĩ không có nghĩa vụ phải làm từ thiện hay công khai về chuyện này. Vốn dĩ từ thiện là chuyện tùy tâm, không thể đòi hỏi một người phải đứng ra hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn chỉ vì kinh tế của họ vững vàng hơn. Bên cạnh đó, từ thiện không cần đánh trống khoa trương ồn ào mà quan trọng là làm như thế nào.